khi ba mẹ bạn từng làm giải phóng quân. Kìa kìa, chừng nó bắn, chừng nó bắn. Bom nổ, bom nổ kìa. Anh tập chê, rút gì chờ. Đâu ý, giặt đâu, lính đâu? Địch gì giặt đâu? Con em chơi game mà. Tối ngày chơi đó game gì đâu không à. Là hết hồn. Khi mẹ dần. Trời ơi, giết tao chán giờ mà dễ sợ vậy. Nhà cửa không quét, con cái không lo gì trơn. Có cái chổi cho quét nhà giùm không được nữa. Giết tao với cái nhà mội cho cái nhà này dạ. Mẹ bà chứ chén bát không rửa. Gà vịt không cho ăn cái gì cũng tao 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 không. Biết không biết trong nhà làm vợ làm mẹ là làm báo đạo nữa. Ủa mới giận con gì vậy? Trời ơi, giận mấy người làm được gì, giận được gì, giận cho mệt thay tôi. Không giận nhưng giận mọi người. Tiện nhà không lo nhà đơn. Khi bạn dần. À nè, chướng tới nè, nghiệp tới nè. Biết gì chú khỏi đẻ rồi à. Ngày sinh nhật cũng đòi quà, ngày này tháng cũng đòi quà, không có nói nữa không đòi luôn đi. Một tháng sáu cũng đòi quà. Cái mặt già chát 21 tuổi rồi. Đòi đừng mà đòi. Mệt. Lại là chị gái ấy. Ủa em gái, nhà chồng con đâu mà bắt ngồi sửa đồ phía cây mình vậy? À, chị mới qua chơi hả? À, chồng em đi lính hả chị? Trời ơi, có chồng đi lính cực vậy hả em? Đâu như chồng chị, từng này là ở tỉnh này, từng kia là ở tỉnh kia giúp cho bà con thoát nghèo. Cái gì? Em nhớ chồng chị làm đa cấp mà bày đặt kinh doanh giúp đỡ bà con. À, ôi mà con cưng đâu, con cứ đi với cấp gì hoài hả? Mới kiếm được ba cọc ba đồng mệt chết. Nhập về cho con trai chị giới thiệu vô công ty của nó làm. Tháng kiếm được 30 triệu, 30 triệu. Sướng muốn chết. Mẹ em cũng ngờ mất bọc ở trên Sài Gòn. Nhiều tiền vậy luôn á. Mà cưng làm gì vậy? Trời ơi, ba cái chuyện này để đàn ông trai làm mới đem ra thợ sửa làm. Chị á, nhà chị xài máy lạnh máy giặt không đâu cần phải sửa chữa ba cái máy quạt quỳ bách như vậy. Trời ơi, sang trọng gì mà có 400 ngàn không trả hả chị? Thôi nói gì thôi đi, mới đầu nghe tuổi không có đầu gì chứ, nhắc chị thôi mới đầu ơi. Chắc để mai mốt cái cưng. Nè chị, nhà chị á, bơm nó nổ lỗ nào thì nhét lại lỗ đó nha. Thiếu anh coi nữa. Ê, thằng kia, thấy cái lồng nhà tao đâu không? Có giúp gì được hết trơn á. Đi qua nơi lớn chứa chú. Đi qua chỗ khác chơi. Sướng gì đâu không. Bắt đèn vào nhà nó thui gì mày. Ủa, mà khoan. Mỹ Dịch và những chuyện phía sau về việc Mỹ Dịch. Mày chơi anh Giang. Tao không hề anh Giang. Tao thấy rõ ràng mày chơi anh Giang. Bỏ ra không anh Giang. Tao có anh Giang đâu. Đừng có tới mày chơi anh Giang. Một thời hai tụi bay ăn cây luôn giờ hai tụi bay ăn cây luôn. Chưa nói không cần nghỉ ngơi cho lắm. Giờ vậy. Cái mình tội gì đâu. Bé ơi trời ơi bé. Tao phá cũ mày nhậu dài lấy nè. Rồi 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 em lấy rồi. Đi làm gì ngon ngon nhậu nha. Trọng về thì đưa vô cán chậu cho đem về lắm giờ mới chơi cũng ai gì đâu xíu cũng không có được. Đi sao công việc nam con tàu quay một trái muốn cần mà đường khăn chân cho đời cũng phải rắc cần sống thôi. Cho em quên đi.
mới vừa về mà chuyện này chưa xong nói tao đó. Oh, sự chú ý của ta lỡ va phải vào ánh mắt của nàng. Rồi bố rồi bùng lên trong tim ta như ta như một đốm lửa vàng. Ai cô đừng tưởng gì ca ca mùi mùi mình làm cũng được nữa nha. Trời ơi, phá dạy cho mày chứ. Cái gì vậy? Tao bị giết tao quen rồi mày ơi. Rồi nha, vô vị trí sẵn sàng. Đứng khép đất chu mông lên để tao tắm cho sạch sẽ rồi nè, rồi đi bơi. Trời ơi, ở đâu mà vô giá hết trời, vô giá thằng không hiểu rõ tụi bay luôn á. Lên đứng khép đất nó chạy. Nuôi hai đó đầu ơi, nó bị ghiền tắm rồi trời. Đang ngủ mất kêu con cái gì không? Mày đi qua dưới tảo này xin cho tao vài thép hành về để ngồi bỏ vô nồi cắt coi cho thơm coi. Không có hành cũng đâu sao đâu, con cũng đâu ăn được hành đâu. Ăn cũng được thì tạp ăn cho được. Chướng khí hả mày? Đi với nó đi nè. Biết rồi. Có nhà ông Tấm ơi. Ta nghe ấy ơi, rồi mày qua kiếm cái gì không? À mẹ con kêu qua đây xin gì tao về thép hành về coi cá. Ở sau nhà tao trồng nhóc cho về ra ngoài con nhỏ con nhiêu nhỏ. Không vô đây. Tao chó cắn quá à. Trời ơi, vô đại đi, nó sủa vậy thôi chứ đâu có cắn đâu. Hả? Hả? Ê, tao mệt á. Cái thằng quỷ này đi đâu phải nửa tiếng hồn chưa thấy đâu chứ vậy. Tao bị kiếm, bậy em ta. Đó, thấy con em đâu không? Kia nó qua đây xin dạy tới thành đâu mất tiêu luôn rồi kìa. Trời ơi, nãy nó qua đây nó xin dạy tới thành chưa gì, nó thấy chó sủa sợ chạy mất tiêu rồi kìa. Ờ, vậy hả chị? Thôi để em vô bẻ dạy tới thành về nha. Ờ, vô trọng lấy đi, mấy chó sủa thôi chứ nó cắn đâu, đừng sợ. Em biết rồi, trời nó cắn em, em cắn lại nó luôn chứ sợ gì. Hello mọi người, hôm nay bình chọn cho má cám chưa, chưa thì vô tiếng cái ông bình chọn cho má cám nha. Nào xuống được má. Hỏi tao hỏi ai. Trời ơi, bây giờ nó đứng ở phía dưới kìa, sao mày về, mày đi đâu mày đi. Hả? Hàng xóm tôi như thế này này. Hả? Ơi, má cám rồi cá con, em chạy ra giường con bẻ mớ rau, cái người con chạy về nấu canh cho mình ăn cơm. Nha má. Con nhỏ này hết xài rồi. Ủa thấy nó đi bẻ cao đàng hoàng nè. Nó không biết kho cá đó. Trời
tuổi, 25 26 tuổi không biết kho cá, bây giờ kêu má kho giùm đó bà ơi. Trời ơi bà nói tôi cũng mới để ý, chứ ai mà kho cá mà bỏ đi vậy đâu. Thôi đúng rồi, hình như là vậy đó. Trời ơi, cá nữa vậy hết xài, trời ơi. Không ngờ có cá có cứ cá không xài được chứ trời. Vậy đó, quá trời quá đất rồi, trời ơi không thể tưởng tượng được nổi luôn, nó ngu vô ghê. Con đỏ thì nó ngu vô ghê vậy đó. Ủa má nào trời. Mới đóng tiền học phí được cái ta. Mà thấy nghĩ không? Trời ơi, nó đi chơi chứ nó đi học cái gì, làm gì mà học đó hả? 22 tuổi học rồi đâu mà chưa xong học đại học, nó học đại học mà bà. Nói cho mày biết nha, nó hả, nó đóng tiền nợ môn đó chứ không phải đóng tiền học phí đàng hoàng đâu cho bà biết. Vậy hèn hèn chi con cháu nó nghèo hoài. Trời ơi, vậy là mấy đứa này nó phá dữ lắm, đồ ăn chơi ăn nhậu không nè chứ mà học hành gì đâu. Nó kìa trời ơi, có biết thông minh nào đâu. Mày TikTok chơi cho vui không mà được mấy đứa con cái chơi TikTok cái lẽ cho mấy hũ muối trời ơi. Anh chúc mình chết chứ trời ơi. Vui gần chết đó. Là người theo dõi tặng hả? Có, mà biết. Nghĩ hả? Ủa gì muối lậu nó có vậy bà? Trời nó xin người ta, nó nhắn tin từng người, nó xin người ta, nó cho biết tôi gõ quá trời gõ mà làm gì biết. Tao không ngờ con cám nó phải đi xin như vậy luôn. Sao tao, bà nói tiếng tao, thấy nó còn quay cho bà làm được chuyện. Tao ý bà, trời ơi, nói gì đâu nổi tiếng hả? Con tắm tôi hả? Hơn con cám nhiều bà ơi. Giờ bà coi thử đi, giờ bà bước ra chợ cái nha. Bà thấy gì đầu tiên? Cơm tắm, cá chồng, cá chồng, cá nhà, cái quán cơm tắm. Có quán nào bán cơm cám đâu? Muốn kiếm con cám vô chuồng heo kiếm nó kìa, chứ làm gì kiếm được mà chở với tôi. Trời ơi, hay hay bởi tôi mới nói cơm tấm mười mấy 20 ngàn một hộp trở lên còn cá nhiêu 10 ngàn một ký cho nó còn thèm nữa nè. Đây là hàng xóm tôi khi biết tôi làm TikTok và YouTube. Ủa cám chuẩn bị quay clip đó hả? Ủa chị, mới ba chơi hả? Trời ơi, mới mốt đem quần áo qua đây ở mẹ cho rồi đi. Đi quay lại chị cho mắt công vậy không? Trời ơi, suốt ngày không lo làm lúa làm ơ đổ chân mà đi tới nhà quay clip, clip. Hiểu nổi luôn. Mà tao nghe nói á, làm TikTok mà kiếm được nhiều tiền lắm không? Mày đừng có giấu. Ủa chị, tao có cắt bạc từ đâu chứ? Làm TikTok chưa có tiền. TikTok có tiền để mua bộ đồ màu khác đâu cầu mà tiếp đâu. Làm thì có cắt bạc nào? Thôi, nghe nói hả, TikTok kiếm được là cả trăm triệu luôn. Mày đừng có giấu tiền em mày ơi. Trời ơi, tao chơi TikTok tới giờ là 3 năm hơn rồi, tao có cắt nào đâu. TikTok chưa kiếm được tiền bà ơi. Ủa, vậy hả? Tao biết gì đâu. Mà nghe nói mày chơi YouTuber đúng không? Trời ơi, vậy là kiếm tiền ngốc rồi. YouTuber là kiếm tiền ngốc luôn. Ôi bà nội ơi, bà nội, trời ơi, con kiếm được con đủ tiền, con xài, con sống rồi mẹ ơi. Mày có nút bạc hay nút vàng vàng gì đó chưa? Ủa tao nghe nói có nút bạc, nút vàng là tiền về dữ lắm không mày? Trời ơi, chứ có nút bạc, nút vàng thì tiền dữ lắm đó, tiền lắm luôn. Có nút bạc để chân cho nó đẹp thôi chứ có được cắt nào thêm đâu mà ở đó có trăm triệu. Giết người cướp của hay gì mà được trăm triệu bà nội? Trời ơi, vậy ta tưởng sang trọng dữ dội, đồ ghê dữ lắm. Ai dè cũng như mình gụ ăn mình lúa thôi. Mình gụ ăn mình lúa đã bị chữ, đang cái mặt lên bị chữ thúi chứ anh vậy. Ủa vậy mày, mày quay đi tao coi chút coi, tao coi mày quay làm sao, coi đi, quay đi, quay đi. Trời ơi, ấy mày không lo quét nhà của nhà phụ tao đi chơi gì mày làm như vậy? Làm khùng làm điên, cái mẹ tao hỏi với mày. Trời ơi, lớn già đồng làm khùng làm điên, thôi gì vậy? Mỗi khi tôi quay clip, mọi người trên TikTok thấy. Ủa, ê, sao đóng chén của tao mà dục nó mất tiêu trơn rồi? Chén chị em còn em hơn nữa hết rồi. Lại mấy chén nào bể không dục trơn rồi. Chứ để làm gì, mới để làm gì, phải không? Trời ơi, bà chén tôi dục hết đi, trời ơi, để chi cho trần nhà trần đất. Vừa đặt miếng lâm lên chi, bể lâm lên hơn á. Mày nói cũng phải, mà dục bỏ bà bớt đi trời. Hàng xóm tôi thấy. Trường hợp như cậu bé thiểu năng dưới đây là một ví dụ cho nghị lực vươn lên cao đẹp. Sinh ra bị thiểu năng trí tuệ từ nhỏ, ba mất sớm. Từ khi em mới ra đời, mẹ lại bị thần kinh lúc mơ lúc tỉnh. Nhưng nụ cười của cậu bé, nụ cười của sự lạc quan, của ý chí vươn lên bệnh tật, vượt qua số phận, vẫn luôn rạng rỡ trên môi.